Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chợ Làng Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 39 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc giải tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, một người bút rất nổi tiếng trong làng tiên hiệp. Và các bạn trước khi nghe chuyện hãy nhấn like, share để ủng hộ cho Khánh Duy. Các bạn nhớ có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quý vị, Khánh Duy xin thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 39 của bộ truyện Tiên Hiệp Độc Bộ Thiên Hạ. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, mảnh vỡ của đại diễn thần trung cực kỳ cự đại, chẳng khác nào bức tường đồng cao 7-8m, dài gần 30m, để ngang ở trước người Diệp Phúc. Lúc bấy giờ, nó ong ong vang lên không ngừng, thậm chí liền cả cát đá cũng bị chấn cho nát đến không thể nát thêm được nữa. Khẩu thần trung này là chấn giáo chi bảo của Minh Hà giáo, tuy cũng là vũ bảo cấp chấn giáo, thế nhưng uy năng của nó so với những vũ bảo chấn giáo bình thường thì chẳng biết là cường đại hơn bao nhiêu lần, đã được Minh Hà giáo chủ tế luyện đến 41 trọng. Vũ bảo cấp chân giáo cũng có 5-7 loại. Khẩu đại diễn thần trung chính là bảo vật cao cấp nhất trong đó. Mặc dù bị nghiền nát, nhưng uy năng cũng vẫn còn mạnh hơn những vũ bảo cấp chân giáo bình thường khác. Nếu không cũng sẽ không thoáng cái liền đem Diệp Phúc chấn cho ngất đi như vậy. Trong lúc nhất thời, phương viên 10 dặm, trong phiến hoang mạc nơi Diệp Phúc ngất đi, không còn một ai ngoài hắn ra cả. Qua hồi lâu, dư âm của đại diễn thần trung tàn phiến cũng từ từ dứt đi. Một đầu đại yêu tu luyện thành hình, đạp trên yêu khí, lao thẳng đến nơi đây. Đây là một đầu đại yêu tu luyện tới hạo nguyệt kỳ, mắt thấy đại diễn thần trung vỡ vụn, trong đó mảnh vỡ lớn rơi xuống đây thì lời lưu ý trong lòng. Bởi vậy hắn chờ đợi nơi đây lâu ngày, vì chính là khối tàn phiến này. Đầu đại yêu này là đầu sư tử mình người, thân hình nhanh chóng tiếp cận. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên ngã ngồi phía dưới mảnh vỡ của thần trung, ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ bị mảnh vỡ thần trung chấn cho choáng váng. Đầu đại yêu đánh tới, cười lạnh mà nói: "Cùng ta tranh đoạt mảnh vỡ thần trung, chỉ còn đường chết mà thôi." Quanh thân của hắn yêu khí cuồn cuộn, đầu đột nhiên nhoáng một cái biến thành sư tử to bằng cái chiến xa, há miệng rít gào, hướng thiếu niên kia mà táp tới. Đoang một tiếng, thiếu niên kia ngồi tại nguyên chỗ, không có đứng dậy, mà là lấy ra một cây bàn long kim trượng dài đến 2 trượng, hung hăng đập vào phía trên thần trung tàn phiến. Hồng trung vang lên âm ba vang vọng khắp nơi. Đầu đại yêu mình người, đầu sư tử kia còn chưa tiếp cận, đầu liền nhá lên một tiếng nổ bung, phơi thay ngào hoang mạc. Tai họa bất ngờ, hay là phúc khí từ trên trời rơi xuống đây? Diệp Phúc thu lại bàn long kim trượng, cua đầu, bên trong lỗ tai của hắn vẫn còn đang ong ong tác hưởng, cái gì cũng không nghe thấy. Mảnh vỡ này thực sự là khiến ta khốn đốn hết chỗ chê rồi. Mảnh vỡ của thần trung này ở bên cạnh hắn trọn vẹn vang lên 2 ngày 2 đêm, đem hắn chấn cho chết đi sống lại. Vừa mới thức tỉnh liền lại bị chấn cho chóng mặt, hôn mê, sau đó thì đau quá mà tỉnh. Nếu không phải hắn tu luyện chính là cửu chuyển nguyên công, hơn nữa lại có Ngọc Lâu không ngừng chữa trị thân thể tổn thương, giờ phút này chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Diệp Phúc nghỉ ngơi một lúc thật lâu, lúc này mới tập tĩnh đứng dậy, dưới chân lảo đảo hạ xuống, suýt chút nữa té ngã. Mảnh vỡ thần trung này minh hưởng của 2 ngày 2 đêm, đem nhục thể của hắn chấn cho thiên sang bách khổng, so với bão cát còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù có sinh cơ của Ngọc Lâu tu bổ thân thể tổn thương, nhưng giờ phút này thương thế của hắn vẫn là cực kỳ nghiêm trọng, không có thể triệt để phục hồi như cũ được. Không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm mảnh vỡ của thần trung, nơi đây không nên ở lâu được rồi. Diệp Phúc miễn cưỡng tế lên Ngọc Lâu, dùng tu vi tự thân lôi mảnh vỡ thần trung này vào trong Ngọc Lâu của chính mình. Lập tức lắc lư ngàn trung bảo tràng, 2 con kim tàm hiện ra dưới chân, chờ hắn hướng xa xa bay đi. Thân thể của hắn lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều có thể rơi khỏi lưng kim tàm. Thương thế thật sự là quá nặng rồi, phải nhanh tìm được một địa phương an toàn trị liệu thương thế mới được. Hắn vừa rời đi không lâu, liền có vài chục cỗ hơi thở thẳng đến nơi này mà đến. Một đám vũ sĩ mọi nơi dò xét, tìm kiếm nơi mảnh vỡ thần trung rơi xuống, trong đó thậm chí có đan đỉnh kỳ cường giả. Là người nào thủ cước nhanh như vậy, lại đem mảnh vỡ thần trung lớn nhất lấy đi rồi? Một cao thủ hỗn nguyên kỳ sắc mặt âm trầm, hừ lạnh mà nói: "Tìm kiếm bốn phía, người nọ hẳn là vẫn chưa đi xa được đâu." Rất nhiều vũ sĩ bốn phương tám hướng bay đi. Diệp Phúc cố gắng mở mắt bốn phía tìm kiếm nơi có thể dung thân, rốt cục hắn tìm được một chỗ lý tưởng để dưỡng thương. Đi về phía nam 300 dặm có một mảnh hoang sơn dã lĩnh, trong núi còn có một hồ nước là ốc đảo trong Tây Hoang, Đại Mạc, sinh trưởng khắp nơi trên đất đều là cây tiên nhân trưởng, cao 3-4 thước cùng một loại kiều mộc thấp bé không biết tên. Phiến ốc đảo này không lớn, chỉ có phương viên 3-50 dặm, trong đó có một ít cỗ yêu khí chuyển đến, rậm rạp chằng chịt, bất quá yêu khí không nặng, hẳn là không có đại yêu cực kỳ lợi hại ở trong đó. Nơi đây có yêu vật trong hoang mạc sinh sống, không phải nơi lý tưởng để dưỡng thương, nhưng Diệp Phúc lúc này cũng bất chấp được nhiều như thế. Hắn đắp xuống một con sơn cốc bên cạnh ốc đảo, ngọc lâu tế lên rủ xuống lồng nguyên khí bảo vệ quanh thân. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên mi tâm của chính mình, một trận đồ bay ra từ mi tâm của hắn, tác động chu thiên tinh lực liên tục không ngừng dũng mãnh lao vào trong trận đồ, rồi lại từ trận đồ rót vào đan điền của hắn. Oanh một tiếng, trời quang chấn động, lập tức trên không sân cốc xuất hiện một dòng nước xoáy phương viên gần 100 mét, không ngừng theo không trung bốn phía rút ra chu thiên tinh lực, dị tượng liên tục, quần tinh bay vút lên. Những chu thiên tinh lực này ở trong đan điền của hắn luyện hóa thành nguyên khí, lại chảy ngược qua ngọc lâu, mang lên sinh cơ bằng bạc, trải qua tứ chi bách hải, mỗi ngõ ngách trong thân thể của hắn. Diệp Phúc đồng thời vận chuyển Cửu Chuyển Nguyên Công, hai bút cùng vẽ, không ngừng tu bổ thân thể tổn thương. Phía sau của hắn, đại nhật như luân nguyên khí lần nữa hiện ra. Chẳng qua hiện nay nguyên khí sau lưng của hắn như cùng một cái sàng, thiên sang bách khổng. Đây là do nguyên khí của hắn bị mảnh vỡ của đại diễn thần trung phá vỡ, tu vi tổn hao nhiều. Không ngừng có nguyên khí mới dung nhập vào trong vòng mặt trời rực lửa sau lưng của hắn. Nguyên khí của hắn rất nhanh liền khôi phục tới đỉnh phong cảnh giới, đem đại nhật tổn hại tu bổ hoàn thiện. Diệp Phúc lần này trong hành trình ở Tây Hoang, Đại Mạc học được rất nhiều, lại trải qua chiến đấu rèn luyện, lần này tĩnh tâm lại, tu vi của hắn liền bắt đầu tăng trưởng như giếng phun, so với trước nhanh hơn rất nhiều. Một huyết dao dài hẹp vũ động trong đại nhật đỏ rực bơi qua bơi lại. Không chỉ là tu vi, Cửu Chuyển Nguyên Công của hắn cũng đang phi tốc tiến bộ, hướng đệ bát trọng đỉnh phong mà chạy nước rút. Gào! Màn đêm buông xuống, trong phiến ốc đảo này đột nhiên truyền đến tiếng rống giận của dã thú. Yêu khí tràn ngập trong sân cốc, từng đôi mắt xanh lè sáng lên trong bóng đêm, phải đến mấy ngàn đôi, dần dần hướng nơi Diệp Phúc chữa thương mà bước tới. Diệp Phúc như trước khoanh chân ngồi tại nguyên tại chỗ, gia tăng chữa thương, bị yêu ma trong phiến ốc đảo này quấy phá. Bất quá, những yêu vật này thực lực thấp kém, còn không được hắn để ở trong mắt. Một đầu yêu lang đột nhiên xuất hiện, đi trong ánh sao. Đầu yêu lang này nhìn to như một con trâu, yêu khí giống như hắc vụ tràn ngập quanh thân. Nhân loại! Yêu lang mở miệng rít gào, phi thân nhảy lên, hướng Diệp Phúc mà đánh tới. Diệp Phúc ngồi ngay ngắn bất động, trong đại nhật như luân sau lưng đột nhiên bay ra một con huyết dao. Trầm giọng buồn bực giống lên, một chảo liền đem đầu yêu lang này bắt lấy, ném vào trong ngọc lâu. Từng con yêu lang xuất hiện có hơn 300-400 đầu, gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Phúc. Phiến sân cốc này tên là Dã Lang Cốc, một đám yêu lang tập trung sinh hoạt ở đây. Giờ phút này màn đêm buông xuống, những yêu lang này đều xuất hiện tính toán đem kẻ xâm nhập là Diệp Phúc ăn sống. Diệp Phúc hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ mắt điếc tai ngơ, như trước gia tăng dẫn dắt chu thiên tinh lực chữa thương. 300-400 đầu yêu lang che giả măng mọc, giống giận liên tục chen chúc hướng hắn đánh tới. Trong đó thậm chí có vài đầu tu luyện tới tam thực cảnh chân nguyên kỳ yêu vật, có thể tùy ý phi hành, lực lớn vô cùng. Diệp Phúc khẽ nhíu mày, trong đại nhật sau lưng mấy trăm đầu giao long mạn thiên phi vũ, đem những yêu lang này một thể bắt gọn, một tên cũng không để lại, hết thảy ném vào trong ngọc lâu của mình. Trong ngọc lâu, Hùng Bi mừng rỡ không ngậm được miệng, có những yêu lang này hắn liền có thể trồng càng nhiều bích huyết kim liên, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Phúc giao cho. Trong sân cốc chuyển đến một tiếng thú giống nặng nề, yêu lang còn lại chậm rãi thối lui. Trong nội tâm của Diệp Phúc có phần tò mò, những yêu vật này tiến thối có độ, hẳn là bị thanh âm thú giống này chỉ huy, chẳng lẽ trong núi còn có yêu thú gì lợi hại hay sao? Đánh không lại ta thì muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Phúc hai mắt mở ra, huyết dao từ phía sau hắn tuôn ra càng nhiều, phô thiên cái địa chen chúc tháo chạy vào trong sân cốc. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức so với vừa rồi cường đại mấy lần hiện ra. Đột phá đến dung nguyên bát phẩm cảnh giới, thanh dao kiểu kích trong tay hắn uy thế càng lớn, dưới một kích liền đem yêu lang đầy khắp núi hết thảy bắt gọn. Thậm chí trong đó còn có vài đầu có lẽ đã tu luyện tới hạo nguyệt kỳ lang yêu cũng bị huyết dao một chảo bắt lấy, không cách nào động đậy. Trở về làm phân bón cho ta đi. Mấy ngàn đầu giao long mỗi đầu đều tự bắt một đầu lang yêu, nguyên một đám lần lượt chui vào trong ngọc lâu của hắn. Sâu trong cốc truyền đến một tiếng nộ, Một người cao lớn âm ảnh chậm rãi đi ra, cười lạnh mà nói: Người trẻ tuổi, đừng có được voi đòi hai bà trưng, mau mau thả tử tôn của ta ra đi. Bổn vương tha cho ngươi một cái toàn thây, nếu không thì liền đem ngươi bẩm thây vạn đoạn, từng miếng ăn sống. Mục quang của Diệp Phúc quét qua, chỉ thấy đây là một đầu lang yêu tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, một đầu tóc trắng đón gió phất phới, khí thế cực kỳ làm cho người ta phải sợ hãi. Một đôi tròng mắt trắng bệch gắt gao nhìn thẳng hắn. Diệp Phúc như trước chưa từng đứng dậy, hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói: Nguyên lai là một yêu vật mới tu luyện thành hỗn nguyên kỳ, cũng dám tự xưng yêu vương sao? Đầu lang yêu kia nộ cười một tiếng, khí thế triển khai, dòng sông yêu nguyên trên đỉnh đầu pang một tiếng, đem một tòa núi nhỏ lao ra khỏi một cái động lớn, phóng lên trời, hướng hắn đè xuống. Cười lạnh mà nói: Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Thạch một tiếng, Diệp Phúc thân hình bất động, tế lên mảnh vỡ đại diễn thần trung, lấy ra bản long kim trượng, một trượng hung hăng đập vào trên vách trung đồng. Lập tức một cỗ thanh âm to lớn truyền ra, chấn cho dãy núi run rẩy. Dòng sông yêu nguyên trên đỉnh đầu của đầu lang yêu kia dầm một tiếng, bị nghiền nát, trong miệng thổ huyết từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Phúc cũng bị chấn cho toàn thân tê dại một mảnh, sau nửa ngày mới thở dốc được một hơi, thả ra hùng bi trong ngọc lâu. Hắn nói: Bá Thiên huynh, ngươi bắt tên kia lại, dùng làm phân bón đi. Hùng bi vui vô cùng, kích động hướng đầu hỗn nguyên kỳ lang yêu kia đi đến, ha ha cười nói: Có những lang yêu này, trăm mẫu bích huyết kim liên sắp xong rồi. Hắn đem đầu lang yêu này túm vào trong tay, một đòn chết chắc, lại bị kích động chạy đi vơ phét ổ lang yêu kia. Diệp Phúc lỡ đánh thầm nghĩ: Ta gõ vang thần trung tàn phiến, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có người nghe thấy chạy đến. Bất quá, ta hôm nay chỉ thiếu chút nữa là tu luyện tới chân nguyên kỳ, chỉ cần tu luyện tới chân nguyên kỳ, thực lực của ta liền tiến nhanh, đủ để tế lên các loại vũ báo. Những người này cho dù có tới nhiều hơn nữa, cũng chỉ là giúp ta tăng thêm phân bón mà thôi. Mấy ngày sau, thương thế của hắn rốt cục cũng khỏi hẳn. Diệp Phúc như trước không có đứng dậy, công kích chân nguyên kỳ, nguyên khí của hắn đã bắt đầu luyện giả vi thực, hướng chân nguyên chuyển hóa. Cửu chuyển nguyên công của hắn cũng tu luyện tới đệ cửu trọng, sắp đem quyển thứ nhất của môn tâm pháp này tu luyện tới đại viên mãn. Sau khi tu thành dung nguyên cửu phẩm, trung tâm đại nhật trong lưng Diệp Phúc nguyên khí như mây trôi, không ngừng bốc hơi, mà trong trung tâm của đám mây, từng giọt chân nguyên như giọt mưa tí tách rơi xuống. Những giọt chân nguyên này trong suốt sáng long lanh, thuần khiết như vô hạ kim thủy, thiểm dược quang mang màu vàng. Cửu chuyển nguyên công của hắn cũng tu luyện tới đệ cửu trọng, nguyên khí cũng được nguyên công nhiễm, hóa thành tinh thiết kim sắc. Nguyên khí của hắn bắt đầu hướng chân nguyên chuyển hóa, từng giọt ngưng kết thành chân nguyên. Quá trình nguyên khí hóa thành chân nguyên được vu sĩ hình tượng, trở thành luyện giả thành thực. Vì nguyên khí là chỉ thiên địa nguyên khí, sau khi được vu sĩ dung nhập tự thân thì vẫn như trước có chứa thuộc tính của thiên địa nguyên khí, bởi vậy bị gọi là giả, có ý giả mượn thiên địa nguyên khí nhằm làm tăng lên tu vi tự thân. Mà luyện giả thành thực chính là đem loại nguyên khí này triệt để luyện hóa thành tu vi tự thân, vô luận là chất hay là lượng đều tăng lên cực kỳ rõ ràng. Trong quá trình này, Diệp Phúc cảm giác được chất lượng chân nguyên vượt xa nguyên bản nguyên khí của hắn. Dùng chân nguyên thúc dục vu pháp, ước chừng có thể đem uy lực vu pháp tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, thao túng chân nguyên so với thao túng nguyên khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Các loại vu pháp hạ bút thành văn, phảng phất chân nguyên chính là một bộ phận của thân thể, như là ngón tay của mình vậy, vô cùng linh hoạt. Điều này có nghĩa là vu sĩ tu thành chân nguyên, trong chiến đấu càng thêm tùy tâm sở dục, tâm niệm vừa động liền vu pháp trồng chất. Nguyên khí của hắn cực kỳ khổng lồ, vượt xa vu sĩ ngang cấp, còn cần thời gian mấy ngày mới có thể đem tất cả nguyên khí hóa thành chân nguyên được. Diệp Phúc không nhanh không chậm tiếp tục luyện giả thành thực. Hắn khó có thể tĩnh hạ tâm lai, đau khổ tu luyện, bởi vậy thập phần quý trọng cơ hội lần này. Chỉ cần triệt để tiến vào tam chân cảnh chân nguyên kỳ, ta lại có thể mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, nhìn xem bên trong đến tột cùng là có những thứ gì nào. Hắn đang khổ tu, còn Hùng Bi thì cũng bề bộn không ngừng. Đầu hắc hùng này thừa dịp thời gian mấy ngày nay, đem dã lang trong cốc trong ngoài vơ vét một lần, tìm được trọn vẹn trên dưới 100 tòa hang sói. Bên trong cũng không thiếu tiểu lang tử tế, hết thảy bị tên tiểu tử này đánh chết, xách trở lại trong ngọc lâu làm phân bón. Lần này lang yêu trong dã lang cốc có thể nói là đoạn tuyệt tử tôn. Gặp phải Diệp Phúc, tất cả yêu tộc đều bị một mẻ hút gọn. Gặp phải Hùng Bi thì thậm chí nam phụ lão ấu đều không một ai chạy thoát được. Những lang yêu này hoành hành đại mạc, đã từng giết không ít tần hán vũ sĩ, đem bảo bối của những vũ sĩ này hết thảy cất trong hang sói của mình. Hùng Bi một đường nhặt nhạnh, nhìn lại thì đã đến cả đống tài liệu đồ đã xếp thành một ngọn tiểu sơn. Thậm chí vũ bảo cũng có 2 kiện. Những vật này toàn bộ bị Hùng Bá Thiên, Hùng đại lão gia nhà ta biến thành hàng lậu của mình, đem đến cất giấu trong ngọc lâu của Diệp Phúc. Diệp lão gia, chỗ này là tài phú của tiểu Hùng, người cũng không thể động vào. Hùng Bi cười lấy lòng nịnh nọt mà nói. Diệp Phúc khẽ gật đầu, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hùng đại lão gia nhà ta vơ vét nhiều tài phú hơn nữa cũng chỉ có thể đặt ở trong ngọc lâu của hắn. Những vật này tùy thời đều có thể mang họ Diệp, ngược lại không cần tính toán chi ly. Cũng không lâu lắm, đầu đại hắc hùng này đi lục soát Lang Vương xào huyệt, lại khiêng trở về một đống vật, hết thảy đều nhét vào trong ngọc lâu của Diệp Phúc. Đầu hắc hùng này đứng ở bên cạnh Diệp Phúc ấp úng nửa ngày, há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng lại đem lời của mình nuốt trở vào. Diệp Phúc mở to mắt liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: Bá Thiên huynh, lại có chuyện gì sao? Hùng Bá lấy ra bốn cuốn kinh thư đặt ở trước mặt Diệp Phúc, cẩn cẩn rực rực, cũng cười nói: Diệp lão gia, kinh điển này đều là tiểu Hùng tìm được trong hang ổ của con sói này. Ngươi lại nhìn xem, có tâm pháp thích hợp với yêu tộc ta hay không? Ta tuy đã tu luyện tới hạng nguyệt kỳ, nhưng lại vẫn không có tâm pháp thích hợp, cũng không hiểu được vu pháp, một thân thực lực phát huy không được 4-5 phần. Làm phiền ngài nhìn thử xem mộ ta. Diệp Phúc mỉm cười, con gấu này gần đây ngạo khí cũng bớt rồi, từ trước đến nay tự xưng Hùng lão gia, hôm nay lời nói xoay chuyển, tự xưng tiểu Hùng cũng là đáng quý. Hắn nhận lấy 4 cuốn kinh thư mơ hồ xem một lần, không khỏi sắc mặt biến hóa. 4 cuốn kinh thư này xác thực chính là tâm pháp chính tông của yêu tộc, hơn nữa cực kỳ tinh diệu cao thâm, là một loại tâm pháp bá đạo vô cùng. Loại tâm pháp này tuy kém hơn Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật của và Cửu Chuyển Nguyên Công của hắn, nhưng Diệp Phúc phỏng đoán, ý nghĩa, dự đoán uy lực của tâm pháp chỉ sợ so với tâm pháp của mình cũng sẽ không thua kém là bao nhiêu. May mắn ta trực tiếp tế lên mảnh vỡ của đại diễn thần trung, đem lang yêu này chấn cho trọng thương rồi, không để cho hắn cận thân, nếu không ta lấy nguy hiểm. Diệp Phúc nhìn Hùng Bi tự đánh giá một lát, hắn nói: Bá Thiên huynh, ngươi có biết chữ không? Đầu hắc hùng này vẻ mặt xấu hổ lắc lắc đầu: Không biết, nếu như biết thì cần gì hỏi nữa đấy. Đây không phải là yêu tộc tâm pháp đâu. Diệp Phúc lập tức nói, mà là tâm pháp tu luyện của nhân loại vũ sĩ. Chắc là có vũ sĩ chết ở đây, tâm pháp cũng bị bọn lang yêu này thu vào. Hùng Bi ảo não vạn phần, đập ngực, thở dài mà nói: Ta cũng biết là như vậy, chẳng lẽ thiên hạ to lớn, tiểu không được tìm được tâm pháp lão gia ta có thể tu luyện hay sao? Này, Bá Thiên huynh không cần ảo não, ta một đường giết người, không tính, ngược lại tìm được một bộ tâm pháp yêu tộc có thể tu luyện. Bộ tâm pháp này tên là Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết, có thể truyền thụ lại cho ngươi. Diệp Phúc cười nói, đem tên của 4 quyển kinh thư nói ra. Đầu đại hắc hùng này mừng rỡ, liên tục trà sát tay, vội vàng nói: Nói mau. Diệp Phúc mỉm cười, hai mắt nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Hùng Bi gấp đến độ như kiến bò miệng chảo, vây quanh hắn xoay quanh, đau khổ cầu khẩn. Qua sau nửa ngày, Diệp Phúc lúc này mới mở to mắt, mỉm cười mà nói: Truyền thụ cho ngươi một môn tâm pháp này cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Hắc hùng hồn nhiên không biết chính mình đang bị bán, hắn kêu lớn: 10 điều kiện ta cũng đáp ứng kìa. Diệp Phúc dựng thẳng lên một ngón tay, hắn cười nói: Điều kiện chỉ có một thôi, chính là làm rộng cho ta quản lý dược viên. Ngươi vẫn là có tự do, bất quá là tự do có hạn chế. Ở trong ngọc lâu của ta, ngươi muốn loại dược liệu gì liền có thể trồng trọt một chút dược liệu đấy. Dược liệu ta cần, ngươi phải toàn lực trồng, không thể lười biếng. Đầu hắc hùng này vội vàng đáp ứng, làm ruộng trong ngọc lâu của Diệp Phúc. Hắn ngược lại không có cảm thấy có cái gì là không tự do. Một là hắn cũng cần đại lượng linh dược để thăng tu vi, hai là đầu hắc hùng này xác thực yêu mến làm ruộng. Diệp Phúc trong nội tâm hơi có chút đau lòng, bất quá tác dụng của Hùng Bi đối với hắn quá lớn, khiến hắn không thể không chơi trò lòng dạ hiệp hòi. Chỉ cần giữ lại 2 tầng tâm pháp sau cùng của Thiên Đổi Yêu Thánh Quyết, đầu hùng này ắt không thể không ở bên cạnh hắn, làm ruộng cho hắn. Không có văn hóa chính là có hại mà. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết xác thực cực kỳ tinh diệu, là một loại sát phạt đại thuật. Tu luyện môn tâm pháp này, sức chiến đấu rất mạnh, có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra. Đáng tiếc, đây là tâm pháp của yêu tộc, vũ sĩ nhân loại tu luyện thì uy lực sẽ yếu hơn cực nhiều. Diệp Phúc cảm khái một tiếng, để cho hắn ngoài ý muốn nhất chính là trong Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết lại có phương pháp rèn luyện nguyên thần, mà pháp môn rèn luyện nguyên thần hoàn toàn là hắn thiếu nhất, khiến cho hắn hơi có chút ghen tị. Ta không cách nào tu luyện Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết được, trừ phi ta có được huyết thống của yêu tộc, bất quá cái này căn bản là không có khả năng rồi. Diệp Phúc đem Thiên Yêu Đổ Thánh Quyết để ở một bên, tiếp tục đem nguyên khí hóa thành chân nguyên. Chỉ cần hoàn thành một bước này, trở thành chân nguyên kỳ vũ sĩ, Chu Thiên Tinh Đấu luyện kỹ thuật liền đã không có bao nhiêu tác dụng. Đây là bởi vì Chu Thiên Tinh Đấu luyện kỹ thuật là tâm pháp tầng thứ nhất trong tiểu Chu Thiên Tinh Đấu vi trần cấm pháp, chỉ thích hợp dẫn dắt Chu Thiên tinh lực hóa thành nguyên khí. Nếu như đến tam chân cảnh mà vẫn tu luyện môn tâm pháp này, hắn nhất định phải lặp lại động tác đem nguyên khí hóa thành chân nguyên, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, làm nhiều công ít. Bởi vậy, vũ sĩ tu luyện tới tam chân cảnh thường phải mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, đạt được tâm pháp tầng thứ hai. Bất quá, ngọc lâu của Diệp Phúc cực kỳ đặc thù, trong tầng thứ hai đến tột cùng có hay không tâm pháp tầng thứ hai của Chu Thiên Tinh Đấu luyện kỹ thuật, hắn cũng không biết được. Qua một hồi lâu, rốt cục nguyên khí toàn thân của hắn hết thảy hóa thành chân nguyên. Bên tai phảng phất đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang nổ vang, chấn động tứ chi bách hải. 365 huyệt khiếu lập tức sinh ra một cảm giác thấu hiểu không giải thích được bằng lời, khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với thân thể mình càng thêm cẩn thận tinh tế. Diệp Phúc hai mắt nhắm lại, chân nguyên giống như xúc tua, trong nháy mắt chảy khắp mọi ngõ ngách trong thân thể. Hắn có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng từng hoa văn trên cơ thể, nhìn thấy từng lỗ chân lông đóng lại mở ra khi hô hấp. Thậm chí hắn còn chứng kiến thân thể một số huyệt khiếu thiên kỳ bách quái trong cơ thể mình. Tử phủ giống như thiên đình, một tầng tiếp theo một tầng. Đan điền thì giống như vũ trụ, còn có cả khí hải, thái dương, lâm lâm các loại. Trong từng huyệt khiếu đều ẩn chứa lớn lao không gian. Tất cả những huyệt khiếu tổ hợp cùng một chỗ, quả thực chính là một dụng cụ vô cùng tinh vi, thậm chí còn muốn thần bí, tinh diệu hơn đến loại vu bảo như Thiên Sơn Thanh Điện Đồ kia. Rốt cuộc tu luyện đến tam chân cánh, hôm nay ta mới xem là vũ sĩ chính thức kìa. Diệp Phúc trong nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ cảm xúc không rõ tư vị. Hồi tưởng mình ở lại Liễu Châu sinh ra, trải qua thiên tân vạn khổ, qua những khúc chiết mà thường nhân không thể hiểu được, rốt cục làm được một bước này. Hiện tại ta không biết đã mở ra được không gian tầng thứ hai của ngọc lâu chưa nữa đấy. Trong lòng của hắn không yên, đồng thời lại cực kỳ hưng phấn. Ngọc lâu tầng thứ nhất cho hắn kinh hỉ khó có thể tưởng tượng được. Tầng thứ hai đến tột cùng sẽ có cái gì đây? Diệp Phúc thu thập tâm tình, đang muốn tiến vào trong ngọc lâu, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ra hướng xa xa, chỉ thấy hơn 10 cỗ khí tức đang tiến thẳng tới nơi đây, không khỏi động tâm. Ồ, những người kia rốt cục cũng tìm đến được đây rồi. Diệp đà chú quả là rất biết chọn địa phương, nơi đây non xanh nước biếc, rất thích hợp làm một nấm mồ à. Dòng sông màu máu trên đỉnh đầu của Vương Vũ phiêu phiêu đáp lên đỉnh một tòa núi nhỏ. Sai rồi, quá sai rồi. Liễu Như Nhứ đáp lên trên một ngọn núi khác, cười khanh khách mà nói: nơi đây khỉ ho cỏ gáy, Diệp đại chủ táng thân nơi này, hơn phân nửa sẽ thi biến thành một cụ thi yêu, hoành hành một thời kìa. Tiết Tùng cũng tự hạ xuống trên một ngọn núi, mục quang quét nhìn bốn phía, giống như cười mà không phải cười nói: Diệp đại chủ, ba vị sư huynh kia của ngươi không có ở đây sao? Đã không có bọn họ viện thú, ta lại muốn nhìn xem làm sao ngươi đem chúng ta một mẻ hốt gọn đấy. Lại có vài chục người phân lâm nơi đây, có người chiếm cứ đỉnh núi, có người lại trôi lơ lửng ở giữa không trung, để ngừa hắn từ không trung đào tẩu. Những người này cao thủ xuất hiện lớp lớp, hôn nguyên kỳ cường giả liền có hơn 30 người. Còn Mộng Sở Vân thì trên mặt cười yếu ớt, chân thành mà đến. Đột nhiên tế lên một mặt đại phiên. Đại phiên như thiên la địa võng, thiên la thủ hộ trên không trung, địa võng thì chìm vào trong lòng đất, biến Dã Lang Cốc thành một mảnh đất không có lối ra. Trên mặt đầy vẻ thương hại, thấp giọng cười nói: Diệp đà chú, ba vị sư huynh của ngươi không biết tung tích, ngươi hôm nay có thể nói là chạy trời không khỏi nắng rồi. Diệp Phúc sắc mặt cổ quái, khẽ cười nói: Chạy trời không khỏi nắng sao? Không biết đến tột cùng là ai chạy trời không khỏi nắng, ta lại muốn nhìn các ngươi lấy cái gì để đối phó với ta đây. Các người lấy cái gì để đối phó với ta đây? Nếu là từ trước, Diệp Phúc quả quyết sẽ không nói ra những loại lời này. Từ trước hắn tuy nhiên có được các loại bảo vật, nhưng Liễu Như Nhứ, Mộng Sở Vân bọn người cũng không phải là không có biện pháp đối phó với hắn. Liễu Như Nhứ thiên mang Ngây Thường Vũ liền làm cho hắn kiêng kỵ ba phần. Vương Vũ huyết thần kinh càng khắp nơi khắc chế hắn, làm cho hắn không thể không đi xa đại mạc tránh né. Mà như thế Diệp Phúc lại hết lần này tới lần khác nói ra loại lời này. Trong lời nói mang theo nó không lên lời, ngạo nhiên cùng tự nhiên, bệ nghệ tất cả mọi người, đem tất cả mọi người không để tại trong mắt. Ngày hôm nay hắn dĩ nhiên đã trở thành chân nguyên kỳ vũ sĩ, có thể tế luyện vũ bảo, phát huy ra công năng của vũ bảo. Hơn nữa trên người hắn có các loại bảo vật, thậm chí vu bảo cấp chân giáo hắn cũng có thể xuất ra được. Huống chi hắn còn có được một khối đại diễn thần trung tàn phiến, tuy là tàn phiến nhưng nguyên năng mạnh, so với bình thường chân giáo vu bảo còn mạnh hơn. Không chỉ có như thế, cửu chuyển nguyên công của hắn dĩ nhiên tu luyện tới tầng 9, thân thể mạnh, thậm chí là đại diễn thần trung tàn phiến đều không thể đưa hắn đánh chết được. Nhục thể của hắn lực lượng mạnh, không cần vận dụng vu bảo, tay không cũng có thể đem một cao thủ hạo nguyệt kỳ mà bắn chết. Bởi vậy, Diệp Phúc lúc này mới phong kinh vân đạm hỏi một câu: các ngươi lấy cái gì để đối phó với ta đây? Đây là hắn một đường giết ra tới tự tin, một đường giết ra sự kiêu ngạo. Sao? Lấy cái gì đối phó với ngươi sao? Liễu Như Nhữ hé miệng cười nói: Diệp đà chú, ngươi đây là nói đùa hay sao? Ở đây nhiều người như vậy, có người nào tu vi so với ngươi không cao hơn đây? Có người nào tư chất kém hơn ngươi đây? Có lẽ căn bản là không cần những người này ra tay, tỉ tỉ một mình cũng có thể đối phó với ngươi được rồi. Nàng hai chân để trần, cước đạp trần hà, lụa trắng trên mặt, quần áo phiên bay, thẳng hướng Diệp Phúc mà bước tới. Nguyên một đám thiếu nữ trẻ tuổi ở trên dòng sông chân nguyên của nàng nhẹ nhàng bay ra, tư thế nhảy múa uyển chuyển sao hoa, giơ tay nhấc chân liền đem sự uyển chuyển cơ thể của thiếu nữ lộ ra ngoài, như ẩn như hiện, hấp dẫn chồng chất. Ngàn vạn thiếu nữ đem Diệp Phúc vây quanh, vừa múa vừa hát, trong đó xen lẫn như có như không tiếng rên rỉ, làm cho người ta nghe xong huyết mạch bành trướng. Đây chính là Thiên La Nghê Thường Vũ. Liễu Như Nhứ đã từng dựa vào cái này một khúc vũ trận đem Diệp Phúc vây khốn, suýt chút nữa liền đem đưa hắn tâm ma vẽ ra, sinh sinh luyện hóa. Nàng lặng lẽ lẳng lặng phiêu phù ở phía trước Diệp Phúc, mũi chân điểm nhẹ cũng tự nhảy múa. Trong tay áo đột nhiên trượt ra hai bà kiếm khí, kiếm quang như có nước mùa xuân, kiếm quang tràn ngập, xen lẫn Thiên Ma Nghê Thường Vũ bên trong, sát khí giấu diếm trong khuôn cùng hưng diễm. Liễu Như Nhứ nét mặt tươi cười như hoa, cười khanh khách mà nói: Diệp đà chú, nhân ra nguyên bản gặp ngươi là một nhân tài, rất yêu quý, tính toán của ngươi song tu. Bất quá đầu của ngươi quá mắc, nhân ra không thể không nhịn đâu, đem ngươi chém tại dưới thân kiếm này. Diệp Phúc khừ lại một tiếng, trong ngọc lâu đột nhiên rơi xuống một quả huyết hồng sắc hạt châu. Chân nguyên của hắn dũng mãnh tiến vào trong huyết bồ đề này, lập tức thiền âm đại tác, dã lang trong cốc khắp nơi cũng có thể nghe được thanh âm to rõ trầm trọng, tiếng tụng kinh. Lập tức ngàn vạn thiếu nữ nguyên một đám hóa thành khói xanh tiêu tán, hết thảy đều trở lại như cũ, thành chân nguyên rơi vào trong dòng sông của Liễu Như Nhứ. Tu vi của hắn đã có thể đem huyết bồ đề tiến lên, phát huy ra uy năng của bảo châu này, làm cho Thiên Ma Nghê Thường Vũ tự nhiên sụp đổ. Trên đỉnh đầu của Diệp Phúc, chân nguyên bắt đầu khởi động, giống như một đóa kim vân. Đại thủ của hắn về trước chộp tới, năm ngón tay đột nhiên tự tuôn ra năm đạo kim sắc chân nguyên, nhô lên cao hóa thành năm điều kim dao, dương nhanh múa vuốt lao thẳng tới chỗ của Liễu Như Nhứ mà đi. Liễu Như Nhứ tuy nhiên bị Diệp Phúc phá vỡ Thiên Ma Nghê Thường Vũ, lại không thấy chút nào bối rối, song kiếm vũ động giống như hai cái cầu vồng dài đến hơn 10 trượng, quay chung quanh thân thể của nàng cao thấp tung bay, ngăn cản năm điều kim dao kia. Diệp tiểu đệ, kiếm thuật của nhân gia rất không tồi, so với Thiên Ma Nghê Thường Vũ yếu hơn cũng không bao nhiêu đâu. Hãy xem xá nữ âm dương kiếm pháp của ta đây. Xẹt 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 xẹt. Đầy trời những mảnh nhỏ quần áo giống như hồ điệp, từng mảnh phiêu linh rơi lả tả. Diệp Phúc thu năm điều kim dao, hóa thành chân nguyên phản hồi trong cơ thể chính mình. Liễu Như Nhứ kinh kêu lên một tiếng, vội vàng một tay giấu ngực, một tay bảo vệ hạ thể mà chạy trối chết. Nguyên lai trong thời gian ngắn ngủi này, Diệp Phúc năm điều giao long đơn giản liền phá vỡ xá nữ âm dương kiếm pháp của nàng, đem nàng toàn thân sơ mi phá tan thành từng mảnh nhỏ, làm cho nàng người trần trùng trục, chỉ để lại cho nàng một chút ở mặt trước sơ mi. Liễu sư tế, tuổi của ngươi so với ta lớn hơn 6-7 tuổi, cũng muốn cùng ta song tu ư? Diệp Phúc trên mặt mỉa mai ha ha cười nói: Tiểu dâm phố, chẳng lẽ ngươi nghĩ trâu già mà muốn gặm cỏ non hay sao? Liễu Như Nhứ xóa lên cuồng phong, bão táp rời đi. Nàng tức giận nói: Tiểu tử thối, đợi lão nương thay một bộ quần áo mới lại đến hào hào mà bảo chữa ngươi vậy. Trong nháy mắt, nữ nhân này liền bay đến một chỗ trong núi, tìm một nơi yên lặng mà thay quần áo. Diệp Phúc mỉm cười lơ đễnh. Hắn giờ phút này tu luyện tới chân nguyên kỳ, toàn thân nguyên khí hóa thành chân nguyên, vu pháp uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Thanh dao kiểu kích của hắn nguyên bản liền có thể chống lại, thậm chí phá hủy vu bảo, mà giờ phút này tăng lên hơn 10 lần. Uy lực mạnh, cương mãnh, quả thực đến không thể tưởng tượng. Trong một hơi liền phá vỡ xá nữ âm dương của Liễu Như Nhứ, cho nữ nhân này một giáo huấn nho nhỏ, miễn cho nàng ở trước mặt mình gọi tới gọi lui một tiếng bộ dạng là tiểu đệ đệ. Diệp Phúc đứng chắp tay nhìn chung quanh mọi người, mỉm cười mà nói: vẫn là câu nói kia, các ngươi lấy cái gì để đối phó với ta đấy? Cuồng vọng! Vương Vũ tức giận mà cười. Quanh thân hắn, vài thiên đạo huyết ảnh bên trên không trung Dã Lang Cốc bay múa. Những huyết ảnh này mặc huyết bào rách nát, đem Dã Lang Cốc nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Hiện tại, tu vi của hắn cũng có tinh tiến, hiển nhiên trong bảo hồn giới chung, hắn đã thôn phệ không biết ít nhiều bao nhiêu vũ sĩ, làm cho khí huyết cũng tăng lên, dĩ nhiên tu luyện tới hỗn nguyên ngũ phẩm cảnh giới. Vạn thiên đạo huyết ảnh chiêm chiếp quái khiếu, giống như châu chấu hướng Diệp Phúc lao thẳng mà tới. Diệp thiếu báo, ta lại muốn nhìn xem người như thế nào ngăn cản huyết thần kinh của ta đấy. Vương Vũ cười lạnh, trong mắt đằng đằng sát khí. Ngươi, một tên tiểu vũ sĩ nho nhỏ, cho người sống đến hiện tại đã làm cho mặt mũi của chúng ta không còn sót lại chút gì. Nếu như ngươi không phải chạy chối chết bổn sự cao nhân bậc này, thì dùng tu vi của ngươi, ta giết chết ngươi giống như giết chết một con kiến vậy. Diệp Phúc mỉm cười, ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên nhảy ra viêm dương hồ lô. Hồ lô mở miệng, từ từ phun ra vô cùng vô tận viêm dương lôi hỏa. Ở chính giữa còn bành trướng kèm theo hỏa sắt rung động. Lập tức Dã Lang Cốc trên không biến thành một cái biển lửa, lấy ngàn mà tính huyết ảnh táng thân tại trong biển lửa, phát ra những thanh âm thói chói tai, kêu thảm thiết, nguyên một đám tan thành mây khói. Vương Vũ trong miệng cũng thổ huyết, đỉnh đầu dòng sông Trường Hà nhanh chóng khô kiệt. Những huyết ảnh này mỗi một đạo đều ẩn chứa của hắn một phần tu vi. Diệp Phúc đem thiên đạo huyết ảnh đốt cháy không còn, không khác gì đem tu vi của hắn đốt sạch cho rồi. Đột nhiên trên đỉnh đầu của hắn truyền đến một tiếng bùm, một tiếng vang thật lớn. Dòng sông Trường Hà càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mảnh, bị gột rửa hóa thành một vòng huyết nguyệt cô linh linh dâng thẳng trên đỉnh đầu. Diệp Phúc một mồi lửa liền đem tu vi của hắn từ hỗn nguyên ngũ phẩm cháy sạch sẽ trực tiếp xuống còn hạ nguyệt kỳ, ngạnh xanh xanh đánh rớt một cái đại cảnh giới. Vương Vũ lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ác độc nhìn thẳng vào Diệp Phúc, không dám động đậy. Diệp Phúc khẽ cười một tiếng, chân nguyên vận chuyển, viêm dương hồ lô hoán trung lập tức truyền đến một cỗ tuyệt cường hấp lực, đem lôi hỏa thiêu đốt hết thảy, rồi thu hồ lô lại. Hắn cười lạnh nói: Vương huynh, ta hiện tại giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến vậy, ngươi có tin hay không? Vương Vũ vừa sợ vừa giận, nhịn không được lại phun ra một ngụm tiên huyết thật dài, giống như một đạo Trường Hà dài đến 4-5 mét, trông rất đồ sộ. Diệp Phúc mục quang hướng tới Tiết Tùng quét tới, Tiết Tùng lập tức quay đầu, không dám nhìn hắn. Hắn bị Diệp Phúc đánh cho sợ, giờ phút này tuy rằng đã chữa trị tinh đấu trận đồ được 7-8 thành, nhưng hắn vẫn là không động đậy, dũng khí cũng không có để mà ra tay. Phế vật mà! Diệp Phúc hừ lạnh nói. Một cái chân nguyên kỳ ma đạo vũ sĩ rõ ràng kiêu ngạo như vậy, không có ai ra gì. Xem ra ma đạo xác thực xuống dốc rồi, hãy để cho ta tới ra tay tiêu diệt ngươi cái tên tiểu ma đầu này. Đột nhiên một danh vũ sĩ tuổi trẻ khẽ cười một tiếng trong đám người kia ra, thẳng tắp hướng Diệp Phúc đi đến. Người này tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, thân hình cao ngất như là một cây trường thương, đỉnh đầu huyền phù một đạo thực nguyệt Trường Hà, hạo nhiên chính khí. Một tòa hạo nhiên bảo tháp 6 tầng trôi nổi trên mặt sông, có vẻ như khí vũ hiên ngang, bề ngoài không tầm thường. Ồ, ngươi là ai vậy? Diệp Phúc khẽ nhíu mày. Người vũ sĩ này hắn chưa từng gặp qua. Ta là Kiền Châu Lệnh Hồ Minh, có ước hẹn với Thu Mộng Thiên Tử, đặc biệt tới trừ ma vệ đạo. Vũ sĩ trẻ tuổi này thần sắc kiêu căng cười lạnh nói, sau đó lập tức quay đầu hướng Mộng Sở Vân mà mỉm cười. Hiển nhiên là hắn cùng với Mộng Sở Vân trong bảo hồn vu giới chung đã thông đồng với nhau. Mộng Sở Vân hướng hắn mỉm cười hoàn lễ, đột nhiên kiểu nhan biến sắc, vội vàng quát lên: Lệnh Hồ huynh, chú ý! Lệnh Hồ Minh vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Phúc dĩ nhiên đã đi vào trước người của hắn, một cái đại thủ hung hăng hướng đỉnh đầu của hắn chụp tới. Hắn không khỏi cười lạnh nói: Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết sao? Hắn tới lên bảo tháp, vừa mới bay lên chân nguyên cháo liền bị Diệp Phúc một chưởng đánh vỡ, một cái đại thủ thình lình che ở đỉnh đầu của hắn. Hãy xem tiên kính Hạo Thiên Bảo Giám của ta, đem cái tên tiểu ma đầu vũ sĩ này luyện thành cho bụi đây. Lệnh Hồ Minh gặp nguy không loạn, nghiêm nghị hét lớn. Bảo tháp hiện ra một vòng bảo kính sáng loáng, một đạo kim quang như trụ theo trong mặt gương bắn ra, mang theo uy năng tràn trề, sắc bén vô cùng, quả thực giống như vạn kiếm đủ phát vậy. Răng rắc một tiếng, đại thủ của Diệp Phúc dùng sức đem đầu của hắn vây quanh rồi vặn 3 vòng. Trong kính kim quang lập tức khắp không gian, không mục đích mọi nơi bắn ra. Ầm ầm, một cái ngọn núi bị kim quang chiếu qua lập tức mở rộng một cái động lớn. trước sau thông thấu. Vu Bảo chính đạo, quả nhiên uy năng to lớn tinh khiết, bất quá bây giờ sẽ là của ta. Diệp Phúc động thân, liền đem mặt bảo kính Hạo Thiên Bảo Giám kia mà tháo xuống đưa về ngọc lâu của mình. Sau đó cũng đem thi thể Lệnh Hồ Minh vào bên trong để cho Hùng Bi làm phân bón. Việc của ma đạo chúng ta, ngươi một chính đạo vô sĩ cũng đến nhúng tay vào sao? Thật là chết chưa hết tối. Trong đám người vây giết Diệp Phúc, có một tên vô sĩ mặt đen hung hăng phun ra một cục đàm hung ác rồi nói: giết rất hay, giết rất hay. Bất quá Diệp thiếu báo, hôm nay ngươi vẫn là phải chết thôi. Hắn hướng đến đám người đang vây công Diệp Phúc ở phía trước, chắp tay mà nói: chư vị, ma đầu kia thủ đoạn cao cường, tâm ngoan thủ lạt, lại có các loại bảo vật nơi tay. Ta chỉ bình minh tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Hay là chúng ta cùng nhau liên thủ một chỗ, đưa hắn loạn đao mà chém chết đi. Mọi người lướt nhau, trên mặt mang vẻ xấu hổ. Bọn họ những người này tu vi thấp nhất cũng là hạo nguyệt kỳ tu sĩ, không một người nào là không cao hơn Diệp Phúc cả. Vậy mà hôm nay lại bị ép không thể không liên thủ, có thể nói là cực kỳ dọa người. Sao? Liên thủ của nào ta ư? Diệp Phúc cười ha hả. Ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mặt đại kỳ, mặt cờ triển khai đón gió rung động, tản mát ra một cỗ huyết tinh cùng một cỗ hương vị dì sắt kỳ quái. Diệp Phúc tay trụ đại kỳ, nhìn về phía quần chúng ngạo nghễ mà nói: các ngươi có bản lĩnh gì có thể đối phó với ta đấy? Lúc này Liễu Như Nhứ rốt cục cũng mặc xong quần áo, xa xa bay tới, mặt phấn nén giận, đột nhiên tiến lên một khối cao đến một thước đồng khối. Nàng cười lạnh nói: họ Diệp, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được bảo vật, chúng ta liền không có hay sao? Vương Vũ cũng lau đi vết máu nơi khoe miệng, cũng tiến lên một mặt tại đồng khối. Hắn cười lạnh: Diệp huynh, vì đối phó ngươi, thiết thuyết chiến kỳ, chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Tiết Tùng cười ha ha, đồng dạng cũng tiến lên một khối đồng khối, dương dương đắc ý nói: hey, những ngày này chúng ta bốn phía tìm kiếm đại diễn thần trung tàn phiến, vì chính là giờ khắc này đây. Cái chương này tự nhiên nó lầy nòi, dịch khó quá các bạn ạ. Mình phải vừa đọc vừa dịch. Mời các bạn nghe tiếp. Hơn 10 người đều tiến lên đại diễn thần trung tàn phiến, tìm được trong ngọc lâu bảo khố của bản thân, có lớn có nhỏ. Lớn nhất có 2 thước cao, 3 thước dài, nhỏ nhất cũng có 3-4 xích lớn nhỏ. Mộng Sở Vân đồng dạng cũng tiến lên thần trung tàn phiến. Nàng cười yếu ớt nói: Diệp huynh, nơi đây đã bị tiểu muội bố trí thiên la địa võng rồi, mà chúng ta lại chuẩn bị mảnh vỡ của đại diễn thần trung đến khắc chế thí thuyết chiến kỳ của ngươi, cho nên tiểu muội mới có thể nói người chạy trời không phải nắng kìa. Ngươi nghĩ sao? Sao? Mảnh vỡ của đại diễn thần trung ư? Các ngươi định dùng loài bảo vật này để đối phó với ta sao? Diệp Phúc đột nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt đều muốn chảy ra, cơ hồ là không thở nổi. Hắn đưa tay nói: chư vị, khoan hãy động thủ, chờ ta cười đủ rồi sẽ tiễn tất cả các ngươi ra đi nào. Mộng Sở Vân cười cười, nói yên yến, tiến lên một bước ôn nhu nói: Diệp huynh, người tay vạ đến nơi rồi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Chỉ cần ngươi đem cây bảo thụ ở trong ngọc lâu của ngươi giao cho tiểu muội liền triệt hồi thiên la địa võng, cho ngươi có cơ hội chạy trốn được. Nàng thanh âm nhu hòa, hệt như an ủi tình nhân vậy, làm cho người ta trong lúc bất chi bất giác nghe theo lời của nàng. Diệp Phúc khoát tay áo, qua sau nửa ngày mới hồi khí trở lại. Đột nhiên một bức tường đồng xuất hiện, đứng dọc phía sau của hắn. Bức tường đồng này cao 7-8 m, dài 3-40 m, có độ cong cực lớn. Mảnh vỡ đại diễn thần trung của các ngươi gộp chung lại một chỗ, có lớn được như của ta hay không? Diệp Phúc ngưng cười, đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay bản long kim trượng, đem bức tường đồng này tiến lên. Hắn mỉm cười nói: để tiểu đệ dùng tiếng chương của đại diễn cổ thần tiễn Mộng sư tỷ, Vương huynh cùng với những kẻ vô danh các ngươi hết thảy quy thiên. Bàn long kim trượng hung hăng nện trên bức tường đồng, lập tức tiếng trung nổ lớn, âm ba đến mức chấn cho từng tòa núi lớn biến thành bụi phấn tung bay. Bùm bùm bùm. Nguyên một đám hạo nguyệt kỳ vu sĩ thân hình tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra ngoài. Cạch cạch. Vương Vũ oa oa thổ huyết, vừa mới tính toán té lên mảnh vỡ đại diễn thần trung của mình lên chống cự âm ma, thân thể liền bùng một tiếng nổ tung. Liễu Như Nhứ mặt như giấy vàng cũng đều phun huyết, vội vàng quát lên: Mộng sư tỷ, mau thu lại thiên la địa võng. Không thu lại thiên la địa võng, hôm nay chúng ta hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Tiết Tùng cũng là khó có thể chèo chống, bị ma âm của thần trung chấn cho tổ huyết không ngừng. Hắn cao giọng nói. Mộng Sở Vân khóe miệng tuôn ra một đám tơ máu, Nàng lúc nãy còn phong khinh vân đạm, hết thảy đều khống chế tại lòng bàn tay của mình, mà lúc này đây gương mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Mảnh vỡ đại diễn thần trung nguyên bản đúng là định dùng những thần trung tàn phiến này để đối phó với thiết huyết chiến kỳ của Diệp Phúc, lại không nghĩ rằng tàn phiến trong tay Diệp Phúc so với của tất cả bọn họ cộng lại còn to hơn. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy bối rối. Nàng đang muốn thu đi thiên la địa võng, chỉ thấy Diệp Phúc tới lên thần trung tàn phiến, người trốn ở phía sau vung lên bản long kim trượng hung hăng đập tới, đem tàn phiến gõ bay ra hơn 10 trượng, hướng nàng bước tới. Mộng sư tỷ, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Phúc lãnh đạm nói. Tàn phiến chấn động, thần trung ma âm xuyên tai. Mộng Sở Vân rút cục nhịn không được mà thổ ra huyết, hốt hoảng bỏ chạy, không rảnh lấy đi thiên la địa võng nữa. Những người khác cũng bị chấn cho ngã trái ngã phải, chật vật đến không chịu nổi, đều tiến lên vu bảo mà chống cự ma âm. Mọi người mau hợp lại cùng một chỗ, liên thủ đối kháng với ma âm. Liễu Như Nhứ cao giọng nói. Lập tức tất cả vu sĩ, vô luận là chính đạo hay ma đạo, đều tụ tập đến bên cạnh của nàng, cùng nhau ra tay chống cự ma âm của thần trung. Diệp Phúc theo đuổi không bỏ, tiếng chuông không ngừng gắt gao đi theo sau lưng của Mộng Sở Vân. Tiếng chuông một tiếng rồi tiếp theo một tiếng vang rền khắp trốn, chấn đến tầng mây cũng phải dạo rực. Mộng Sở Vân kiều nhan thảm đạm, thổ huyết không thôi, rốt cục chúng đỡ không nổi, lạnh lùng mà nói. Diệp lão ma, người chết không yên lành, sư tôn ta sẽ báo thù cho. Cạch. Cự đại ma âm đánh sơ xác luôn lời nói của nàng, thiếu nữ này bị chấn cho tan tành thành 5-7 mảnh, hương tiêu ngọc vẫn. Mộng sư tỷ, sao lại khổ như thế chứ? Diệp Phúc thở dài một tiếng, tay nắm thần trung tàn phiến, dừng thẳng tại trước người của chính mình, dựng lại tại giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bọn Liễu Như Nhứ, Tiết Tùng đem chân nghiên trường hà trên đỉnh đầu liên kết lại, khí thế bành trướng, đem ma âm của thần trung chống đỡ bên ngoài. Chư vị, Lạc Già Sơn Mộng sư tỷ đã chết rồi, thiên la địa võng bao vây nơi đây, các người trốn không thể trốn được, đi không thể đi được. Thừa dịp Mộng sư tỷ còn chưa có đi xa, tiểu đệ tiến các ngươi lên đường, cho kịp đi cùng chuyến với nàng ta. Diệp Phúc lau đi vết máu ở khóe miệng, hắn cười nói. Đại diễn thần trung tàn phiến vẫn chưa được hắn tế luyện, còn chưa phải là bảo vật của hắn, bởi vậy dùng khối thần trung tàn phiến này nghênh địch thì cả hắn cũng phải chịu công kích của ma âm, làm cho hắn cũng bị thương không nhẹ. Bất quá khi hắn gõ vang thần trung tàn phiến, âm thanh hướng thẳng về phía người khác, còn hắn thì ở phía ngoài, lực công kích phải chịu yếu hơn nhiều so với mặt bên kia, bởi vậy hắn còn có thể chịu đựng được, còn mấy người kia thì không. Giết địch 1000, tự tổn 700, chẳng qua hiện nay có thể đem những kẻ theo đuôi này một mẻ hốt gọn. 10 mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ hết thảy chết trong tay ta, ta cũng đủ để mà tự ngạo rồi. Lúc này Liễu Như Nhứ sắc mặt dứt khoát, cười lạnh lên tiếng nói. Tiểu ma đầu, cho dù chúng ta có chết cũng muốn kéo ngươi cùng chôn một chỗ kìa. Nàng tiến lên thần trung tàn phiến, vung lên một chưởng hung hăng vỗ vào phía trên tàn phiến. Thanh âm tuy nhỏ đi rất nhiều, nhưng y nguyên có lực sát thương rất mạnh. Liễu sư tỷ nói cho cùng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mấy tên còn lại không ngừng thổ huyết, đồng dạng cũng tiến lên tàn phiến, hung hăng chụp được, cười to nói. Diệp thiếu báo, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong, ta và ngươi liều mạng. Những người khác cũng tự biết Diệp Phúc tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đều đem đại diễn thần trung tàn phiến tiến lên, tay nâng tay rơi, tiếng chuông hào hào đang đãng, tàn phiến hết thảy Dã Lang Cốc, từng dãy núi giữa ba của tiếng chuông lần lượt vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. 10 mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ đều bay lên, hợp thành một đường, đều mở miệng mà quát lớn, tế lên thần trung tàn phiến, hướng Diệp Phúc bước tới. Tiếng chuông không dứt, phá hủy hết thảy. Háo. Diệp Phúc mi tâm mở ra, dẫn dắt chu thiên tinh lực liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, không ngừng chữa trị tổn thương của bản thân. Vung lên bản long kim trượng, một trượng tiếp theo một trượng, nện ở chân đồng trung tàn phiến. Thanh âm tiếng chuông khác hết thảy bị đè xuống. Hắn cười to trường thanh, tóc tung bay giống như một pho tượng ma thần. Mỗi một kích rơi xuống liền đem tàn phiến đánh ra xa vài chục trượng, hướng bọn người Liễu Như Nhứ từng bước mà ép sát. Dã cốc này không phải nơi Diệp thiếu bảo ta chôn xương, mà là để cho các ngươi lưu mệnh kìa. Hôm nay các ngươi hết thảy phải chết ở đây. Bùm bùm bùm. Thân thể của hắn rách lìa ra, chi chít những vết thương mà chỉ cần nhìn cũng đủ thấy giật mình. Cũng là bị ma âm xâm nhập, tổn thương đến nhục thân của hắn. Diệp Phúc ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục vung trượng lên xuống. Ta chống đỡ không nổi nữa rồi. Bảo tháp trên đỉnh đầu của một tên đệ tử của Ngũ Đại Tông đột nhiên nổ tung, thất khiếu chảy máu, ngang nhiên thoát ly đám người, thẳng hướng Diệp Phúc mà đánh tới. Hắn quát lên: "Ma đầu, cho dù ta có chết cũng muốn kéo ngươi đi cùng." Hắn vừa mới bay ra khỏi vòng phòng ngự của mọi người, thân thể liền đột nhiên nát bấy, mệnh tang tại chỗ. Tiếng chuông du dương không ngừng, đem Dã Lang Cốc quấy thành một chiến trường đầy sát khí. Bất luận là kẻ nào cũng không dám buông lỏng dù chỉ một bước, nếu không sẽ gặp bị ma âm xuyên não, sinh sinh chấn thành mảnh nhỏ. Diệp Phúc khát khao kiên trì, từng bước ép sát. Lúc này là lúc để xem thủ đoạn của ai ác liệt hơn, mệnh của ai dài hơn. Chỉ cần hắn không kiên trì nổi thì chắc chắn sẽ bị mười mấy tên cường giả này chấn cho phấn thân toái cốt. "Liễu sư tỷ, Tiết huynh, các ngươi truy sát ta lâu như vậy, đem ta bước đến bỏ xứ mà đi. Chạy đến nơi vắng vẻ như Tây Hoang Đại Mạc này rồi mà các ngươi vẫn còn đuổi giết đến tận nơi đây. Các ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay ta tu vi đại thành, quần đầu các ngươi một trận, giết chết sạch bách các ngươi cũng không tức gì cả." Trên đỉnh đầu của Diệp Phúc, chân nguyên tuôn ra, một con dao long màu kim dài hẹp lao ra từ trong đám chân nguyên, lao thẳng tới thần trung tàn phiến, đều đụng ở phía trên, lập tức tiếng chuông chấn thiên. Trong miệng hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra, lạnh lùng mà nói: "Hôm nay ta muốn dùng máu tươi của những hỗn nguyên kỳ cường giả các ngươi đến thành toàn cho uy danh của Diệp thiếu bảo ta, khiến cho tất cả mọi người đều phải nhớ tới cái tên của ta, không còn cho rằng ta là một tiểu nhân vật nữa kìa." Kim dao đánh về phía thần trung tàn phiến, càng nhiều thì thất khiếu của Diệp Phúc chảy máu cũng càng nhiều, bước nhanh đến phía trước, tới gần bọn người Liễu Như Nhứ. Ma âm cự đại oanh cho bọn họ lui về phía sau, nguyên một đám cao thủ chống đỡ không nổi, thân thể đều nổ tung. "Các người đã cho rằng ta tu vi thấp kém, chỉ là một tiểu nhân vật, tiện tay có thể bóp chết, tùy ý cho các người bóp nghiến vê tròn hay sao? Hôm nay tiểu nhân vật ta đây sẽ đem các người hết thảy mà tàn sát, cho các ngươi nhìn xem ai mới là con kiến, ai mới là tiểu nhân vật." Diệp huynh, ta sai rồi, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta tuyệt sẽ không tìm phiền phức cho ngươi đâu." Tiết Tùng không kiên trì nổi, đau khổ cầu khẩn nói. Hắn ngữ khí phóng nhuyễn, những người khác cũng liền bề bộn xin tha mà kêu lên: "Diệp huynh, chúng ta sai rồi, mau mau dừng tay lại, sau này chúng ta gặp ngươi có thể cút đi bao xa liền cút bấy xa." "Diệp huynh, ta chỉ là người qua đường mà thôi, chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, không phải có ý cùng ngươi đối địch đâu." Diệp Phúc sắc mặt lãnh đạm, đối với mọi người cầu khẩn mắt điếc tai ngơ. Tâm cảnh của hắn sớm đã ma luyện được như cương như sắt, ổn như bàn thạch, chỉ cần tâm động sát khí sẽ gặp một người, giết một người, căn bản sẽ không nương tay. Trong chớp mắt lại có mấy người chết. "Diệp lão ma, chúng ta cùng ngươi liều mạng." Còn sót lại hơn 10 vu sĩ đều tiến lên vu bảo, thanh thế to lớn hướng Diệp Phúc mà công tới. Loại khí thế liều mạng này thậm chí có thể khiến cho đan đỉnh kỳ cường giả cũng phải ghé mắt, không thể không trốn. Đoang một tiếng, tiếng chuông vang lên, từng kiện vu bảo nhô lên cao rồi nổ tung, hóa thành du phấn. Những vu bảo này vỡ vụn, lập tức vu sĩ còn sót lại rút cuộc không để kháng nổi thần trung ma âm, nguyên một đám thân hình nổ tung, bay lên từng đoàn huyết vụ. Giờ phút này mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cao thủ đều chết, chỉ còn lại có Liễu Như Nhứ một mình. Kiều nhan thảm đạm, nàng miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, dung nhan động lòng người, giống như hoa hải đường đã bị mưa gió tàn phai, làm cho người ta nhịn không được động lòng chiều mến. "Diệp sư đệ, kỳ thật chúng ta là có thể song tu." Diệp Phúc thần thái đờ đẫn, nâng lên bàn tay vỗ vào phía trên thần trung tàn phiến. Liễu Như Nhứ sắc mặt kịch biến, một quang ác độc, còn chưa kịp nói chuyện liền bị chấn thành du phấn. Các loại tiếng chuông dần dần tiêu tán, trong lỗ tai của Diệp Phúc ong ong tác hưởng, huyết lưu theo lỗ tai tuôn ra, cơ hồ nghe không được bất kỳ thanh âm gì nữa cả. Hắn chậm rãi tính toán dừng lại trên một ngọn núi nghỉ tạm, không ngờ hắn vừa mới đặt chân vào thì ngọn núi lớn này ầm ầm sụp đổ, phấn toái đầy đất. Hắn cùng với mười mấy tên hỗn nguyên kỳ cường giả liều mạng, tiếng chuông minh hưởng không dứt, sớm đã đem những đỉnh núi này chấn đến nát bấy. Diệp Phúc tính tọa 3 ngày, không ngừng dẫn dắt chu thiên tinh lực nhập vào cơ thể, lúc này mới đem thương thế đè xuống. Đây là lần đầu tiên hắn thụ thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí so với lúc trước tại Diệp gia võ bị các khảo thí, thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu nổi mạnh tạo thành thương tổn còn muốn khủng bố hơn. Lần đấy gân mạch hắn đứt đoạn, thành một tên phế nhân nằm trên giường bệnh hồi lâu mới có thể miễn cưỡng động đậy. Hôm nay hắn dĩ nhiên trở thành châu nguyên kỳ vũ sĩ, tu vi so với lúc trước cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù thương thế quá nặng nhưng tốc độ phục hồi của hắn còn muốn xa hơn trước kia nữa. Bọn người Mộng Sở Vân sau khi chết, Ngọc Lâu Bảo Tháp của bọn họ đều phân giải, tài vật của những người này khi còn sống hết thảy đều rơi xuống. Không ít bị tiếng chuông trực tiếp phá hủy, nhưng có thể không bị tiếng chuông hư hao, đều là bảo vật tương đối có giá trị. Trong đó liền có 21 sợi linh mạch. Diệp Phúc trong bảo bối, bảo hồn giới, tân khổ khổ mấy ngày, bất quá cũng chỉ đạt được 6 sợi linh mạch, mà ở đây lại có đến hơn 21 sợi, có thể nói là một số tiền của phi nghĩa rất lớn. Bây giờ ta đã có được 27 sợi linh mạch rồi, thật không uổng công ta liều mạng như vậy. Diệp Phúc đem những linh mạch này cùng với bạch ngọc đài hết thảy thu vào trong ngọc lâu của mình. 27 sợi linh mạch đủ để có thể thành lập một môn phái loại nhỏ, chỉ cần tìm được một dãy núi sơn linh thủy tú, đem những linh mạch này đánh vào trong cơ thể, liền có thể làm căn cơ cho một môn phái. Bất quá, những linh mạch này Diệp Phúc còn có chỗ hữu dụng khác. Ngọc lâu của hắn phát triển cần đại lượng linh khí, tương lai cấm chế trên những linh mạch này đều muốn bị hắn hết thảy đánh nát, dùng để nuôi nấng ngọc lâu. Ngoại trừ linh mạch, còn có thật nhiều tài liệu cũng không có bị tiếng chuông tổn hại. Diệp Phúc phân loại đem những tài liệu này hết thảy thu hồi. Vô luận là luyện chế tinh đấu vi trần trận đồ hay là đại diễn thần trung, hắn đều cần dòng lượng tài liệu. Mấu chốt nhất vẫn là những đại diễn thần trung tàn phiến này. Diệp Phúc đem những tàn phiến này chồng chất cùng một chỗ, cố gắng liều mạng xuất ra diện mạo của thần trung lúc trước. Cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua hành động này. Tăng thêm chỗ tàn phiến lấy được ở chỗ bọn Liễu Như Nhứ, cùng với cái miếng to nhất kia thì hắn đã có được 1/3 thần trung, còn chưa đủ để xuất ra cả khẩu thần trung. Uy năng của khẩu thần trung tàn phiến này đủ để siêu việt hơn vu bảo cấp chân giáo bình thường, có thể thấy được uy lực của thần trung đầy đủ thì còn khủng bố cỡ nào đây. Cho dù ta có chữa trị được khẩu đại diễn thần trung này đi chăng nữa thì cũng còn lâu mới là đối thủ của Hạ gia Kiều Đỉnh. Hạ gia Thiên Đỉnh hư ảnh liền có thể đem đại diễn thần trung đâm cho chia 5x7 như vậy. Hai thứ này căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Hắn đột nhiên có chút minh bạch vì sao Trung gia Hạ Châu khinh thường trực tiếp phái người đến để giết hắn. Ta quá là yếu nhược, căn bản không thể khiến cho Hạ gia chú ý, bởi vậy chỉ ban bố một đạo chu sát lệnh cho xong việc. Nếu như ta là cường giả như Minh Hà giáo chủ thì chỉ sợ bọn họ sẽ hứng thú, nói không chừng còn vận dụng Cửu Đỉnh hư ảnh từ cách hơn 1 vạn dặm trực tiếp đem tao anh giết kìa. Diệp Phúc trong lòng có chút khổ sở, lại có chút may mắn. Trung Châu Hạ gia ra tay cướp đoạt Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, căn bản không có phái người tới Tây Hoang Đại Mạc, mà là ở trong Trung Châu thành trực tiếp ra tay, cách xa 1 vạn dặm, chỉ là Thiên Đỉnh hư ảnh liền đem đại diễn thần trung vu bảo khủng bố như vậy đâm cho nát bấy, làm cho cao thủ cỡ như Minh Hà giáo chủ cũng không thể không tránh lui. Có thể thấy được uy năng của Cửu Đỉnh của Hạ gia thật sự là không thể tưởng tượng, thật không hổ là vu bảo do cổ đại đại đế luyện chế. Kỳ thực cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hạ gia Cửu Đỉnh chỉ dùng Cửu Châu địa khí luyện chế mà thành, tương đương với đem Cửu Châu luyện chế thành chính kiện vu bảo, lại là Vũ Hoàng thống trị vu hoang thế giới tự tay luyện chế, uy lực tự nhiên là vô cùng vô tận, không phải bảo vật bình thường có khả năng so sánh được. Đại đế cổ đại ta tự nhiên còn lâu mới có thể sánh vai, thậm chí đến cả độ cao của bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng. Bất quá Hạ gia hiện nay cũng không phải là Hạ gia của lúc trước nữa rồi, chỉ cần ta cố gắng, nói không chừng còn có thể có cơ hội cùng bọn họ bình khởi bình hóa. Diệp Phúc đem thần trung tàn phiến thu lại cùng một chỗ. Những tàn phiến này tương lai hắn còn muốn luyện chế lại một lần, đánh vào trong đại diễn thần trung, đem khẩu thần trung của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Có những tàn phiến này, thấp nhất có thể đem uy năng của đại diễn thần trung của ta tăng lên tới 30 chóng. Khẩu thần trung này chính là tiền vốn để cho ta tranh cao thấp với những cường giả khác đây. Diệp Phúc tiếp tục kiểm kê thu hoạch của hắn. Trong số những thu hoạch này, đại đa số tài liệu đều bị thần trung ma âm phá hủy, chỉ có bảo vật cấp bậc vạn năm như huyền thiết mới không có hư hao. Bất quá số lượng cũng là không nhiều, dù sao bọn Mộng Sở Vân, Liễu Như Nhứ cũng không phải là cường giả cấp giáo chủ, loại bảo vật này cũng không nhiều lắm. Còn có tâm pháp của các môn phái đã ở trong ma hóa, âm hóa thành cho bụi, làm cho Diệp Phúc có chút đáng tiếc chính là huyết thần kinh của Vương Vũ cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Môn Hoa Đạo tâm pháp này vẫn có mặt lợi của nó, hơn nữa Phương Thần cũng bắt đầu tu luyện môn tâm pháp này. Nếu như có thể tìm được mấy cuốn sau của huyết thần kinh thì đối với việc tăng trưởng tu vi của Phương Thần vẫn là có thật lớn ích lợi. Sao? Phổ Thiện Nguyên Thần Tâm Chú sao? Diệp Phúc đọc qua tài vật của Mộng Sở Vân, đột nhiên chú ý tới một quyển kinh thư trong số tài vật của thiếu nữ này không có bị ma âm phá hủy, không khỏi nao nao. Cuốn thư tịch này không biết do tài liệu gì bện mà thành, mà lại không hề bị ma âm hư hao, làm cho hắn không khỏi lưu ý trong lòng. Diệp Phúc đem bản kinh thư này cẩn thận đọc qua một lần, sau nửa ngày không nói gì, hắn lẩm bẩm nói: Phổ Thiện Nguyên Thần Tâm Chú dĩ nhiên là pháp môn rèn luyện nguyên thần rồi. Thật đáng tiếc, vì sao hết lần này tới lần khác đều là tâm pháp mà chỉ nữ tử mới có thể luyện được đấy. Bản kinh thư này chính là pháp môn rèn luyện nguyên thần mà hắn đang khát cầu, hơn nữa là chính tông chính đạo tâm pháp cực kỳ tinh diệu. Bất quá trong sách minh xác viết rõ, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, là mượn nhờ nữ tử nguyên âm đến rửa nguyên thần, hỗ trợ trừ tạp chất, nam nhân căn bản không cách nào tu luyện. Môn tâm pháp này hẳn là tuyệt học bất truyền của Lạc Già Sơn. Tiếc rằng... Diệp Phúc tiện tay đem bản tâm pháp này ném vào trong ngọc lâu. Hiện giờ trong ngọc lâu của hắn, tâm pháp lớn nhỏ tất cả có khoảng chừng hơn 10 thiên, nhưng chính thức có thể được hắn để mắt chỉ có Hạ gia Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết, Yêu tộc Thiên Yêu Tàn Sát Thánh Quyết, Thiên Âm Tông Không Nhạc Thiên Âm Bảo Quyển cùng với bản Phổ Thiện Nguyên Âm Tâm Chú. Nhưng là chỉ có Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết là hắn có thể tu luyện được. Diệt trừ đám theo đuôi này xong, ta liền thanh tịnh đi rất nhiều rồi. Đợi việc hôn nhân của đại ca qua đi, ta liền tìm một chỗ tinh tu, đem Cửu Đỉnh Vũ Hoàng Quyết tu luyện một lần. Diệp Phúc nghĩ tới đây, đem tất cả tài vật thu hồi, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một đám ý thức chìm vào trong ngọc lâu. Hắn chuẩn bị mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, nhìn một chút xem bên trong đến được cùng là có những thứ gì. Ngọc lâu của hắn hiện giờ đã trở thành long độ phạm biến hàn ngọc lâu, rộng rãi hơn 10 dặm. Từng đống tài liệu phân loại trồng chất tại bên trong ngọc lâu tầng thứ nhất, giống như từng tòa núi nhỏ. Còn có 27 tòa bạch ngọc đài, trên mỗi một tòa bạch ngọc đài đều có một cái linh mạch giống như bạch ngọc ngủ đông ở ẩn vậy. Những tài liệu linh mạch này đều là Diệp Phúc bốn phía cướp đoạt tới, đủ để cho một cao thủ cấp giáo chủ nghẹn họng nhìn chân chối, mặc cảm. Cùng Diệp đại tài chủ so sánh thì tài phú mà Hùng Bi vơ vét được trong Dã Lang Cốc chỉ là tảng băng ngầm, 9 châu mất một sợi lông, căn bản không cách nào đánh đồng. Diệp Phúc liếc nhìn Hùng Bi, chỉ thấy đầu hắc hùng này như một ông thần giữ của đang chơi đùa với tài liệu của chính mình, đem những tài liệu này hết thảy trồng chất tại phòng bên trong của mình. Cùng tài liệu của Diệp Phúc tách ra cực kỳ rõ ràng, trong đó cũng có vài món bảo vật không tệ. Đều là của ta cả thôi. Diệp Phúc liếc một cái liền không có nhìn lại, trong nội tâm lẽ thẳng khí hùng mà nói. Ngọc lâu tầng thứ nhất, Hùng Bi đã trồng 100 mẫu linh điền, đại bộ phận đều là bích huyết kim liên. Loại dược liệu này, bích hoa kim diệp, hương khí của 100 mẫu kim sóng tràn ngập thấm vào phía phủ. Những kim liên này đủ để có thể làm cho tứ cánh kim tàm của ta phát triển, tiến hóa đến lục sĩ kim tàm đây. Diệp Phúc trực tiếp thả ra 2 con tứ cánh kim tàm để chúng đi ăn uống thoải mái, rồi lập tức tiếp tục dò xét tài vật của mình. Chỉ thấy trong số bảo vật thành phẩm, vu bảo có 23 kiện, vũ binh nhiều vô số kể. Trong đó, loại bảo vật như Thần Mộc Vương Đỉnh, Thiên Trung Bảo Tràng, Đại Diễn Thần Trung Tàn Phiến, Thiên Vũ Chi Dực, Bàn Long Kim Trượng, Thiết Huyết Chiến Kỳ, Uy Nương Long Phượng Đỉnh, Huyết Bồ Đề cùng Định Phong Bảo Thụ là vũ bảo mà hắn thường dùng. Bất quá những vũ bảo này hôm nay hắn có khả năng dùng đến là không nhiều. Tỷ như Uy Nương Long Phượng Đỉnh, khẩu đại đỉnh này hắn vốn tính toán làm lô đỉnh luyện đan. Khẩu đỉnh này vốn là đan đỉnh của một đan đỉnh kỳ cường giả, dùng để cô động nguyên đan bảo vật. Đáng tiếc vị cường giả kia cô động nguyên đan thất bại, khẩu đỉnh này cũng bị đánh cho biến thành một kiện bán vu bảo, bán vu binh, phải một lần nữa tế luyện một phen mới có thể sử dụng. Uy lực hẳn là cũng cực kỳ không sai. Thiên Trung Bảo Tràng được hắn dùng để ôn nuôi trung trùng, thu phát một long, tương lai Diệp Phúc nuôi ra một ổ kim tàm, liền không cần phải tế luyện bảo vật khác nữa. Đại Diễn Thần Trung là hắn từ trong tay Kỳ Liên Phong của Minh Hà giáo đoạt được, uy năng quá yếu, xa xa không kịp Minh Hà giáo chủ Đại Diễn Thần Trung Tàn Phiến. Bởi vậy hắn tính toán dùng bảo vật này làm phôi, đem Đại Diễn Thần Trung một lần nữa tế luyện lại một phen. Thiên Vũ Chi Dực hắn đến nay vẫn không có biết có chỗ lợi hại gì. Bất quá vu bảo như đôi cánh này là do hơn vạn kiện vu bảo tổ hợp xây dựng mà thành. Diệp Phúc chưa bao giờ thấy qua vu bảo phức tạp như thế, hẳn là một kiện bảo vật cực kỳ được. Về phần Mộc Vương Đỉnh, sau lần ở vu hồn giới thu một ổ độc vật đào tạo trung trùng thất bại, Diệp Phúc liền rất ít vận dụng vu bảo này. Hắn có được 2 con tứ cánh kim tàm, một đực một cái, cũng không có tiếp tục tính toán làm việc cực nhọc với đám trung trùng nữa. Bởi vậy Thần Mộc Vương Đỉnh đã bị hắn vứt đi. Thiết Thuyết Chiến Kỳ hắn còn phát huy không ra được bao nhiêu uy năng, uy lực xa không kịp Đại Diễn Thần Trung Tàn Phiến. Mà Bản Long Kim Trượng vẫn là vũ khí mà hắn dùng tiện tay nhất. gốc kim trượng cương mãnh không thao, phối hợp với cửu chuyển nguyên công của hắn cực kỳ phù hợp. Bất quá kim trượng là vũ bảo, vẫn chưa hoàn toàn thành phẩm, nếu có thời gian hắn vẫn muốn tế luyện một lần nữa, đem uy năng của kim trượng mà tăng lên. Huyết bồ đề cùng định phong bảo thụ là bảo vật trọng yếu nhất, nhiều lần trợ giúp hắn hóa hiểm thành an. Những vũ bảo thành phẩm khác có thể lọt vào mắt của hắn còn có ôn thần phiến, hạo thiên bảo giám. Bảo vật quá nhiều cũng làm sầu người ta mà. Diệp Phúc chắt chắt nhãn tình, trong nội tâm tính toán nói: bảo vật không dùng đến thì tìm cơ hội bán đi, đổi lại những thứ hữu dụng cho mình. Đáng tiếc là phủ đảo đại hội ta không đi được nữa rồi. Ta ở đó náo loạn một hồi, vạn pháp yêu vương có vẻ là không hoan nghênh ta cho lắm. Hắn kiểm kê xong, lập tức ý thức bay lên, dọc theo ngọc thụ bay lên cao, chuẩn bị mở ra không gian ngọc lâu tầng thứ 2 của mình. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 39 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.